Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cho tới tháng 1 năm 2012, dân số Việt Nam là hơn 88 triệu người. Trong đó, nam giới chiếm 49,5% và phần lớn đều không hiểu biết về các bệnh tình dục. Một số liệu thống kê khác từ Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa ở phụ nữ Việt Nam mỗi năm tăng từ 15 đến 27%. Điều đáng nói là không ít trường hợp mắc bệnh là do người chồng gây ra chỉ vì các quý ông này thiếu vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Các chuyên gia y tế cho biết cơ địa nam giới khác xa nữ giới. Nữ giới có nhiều tuyến mồ hôi hơn nam giới, nhưng nam giới lại đổ mồ hôi nhiều hơn. Nam giới có thể đổ tới 2,5 lít mồ hôi mỗi khi luyện tập hay hoạt động mạnh. Thậm chí, những người không quen vận động dưới thời tiết nóng có thể đổ đến 3 lít mồ hôi. Chính những lý do đó góp phần làm cho vùng nhạy cảm của nam giới càng trở nên nhạy cảm, dễ có mùi và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Mùi hôi luôn là tác nhân gây mất cảm hứng tình dục, còn vi khuẩn lại dễ khiến đời sống chăn gối kém an toàn, là căn nguyên gây ra các bệnh khó nói ở cả nam lẫn nữ. Việc nam giới dùng dung dịch vệ sinh vùng kín chuyên dụng đã quá quen thuộc ở các nước Âu Mỹ, nhưng với nam giới Việt Nam thì trước đây gần như chưa có. Các quý ông Việt lâu nay chỉ dùng xà phòng, sữa tắm hay thậm chí dùng chung dung dịch vệ sinh của vợ mình để vệ sinh vùng kín. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm không chuyên dụng có thể gây nên tổn thương và kích ứng da. Do vậy, với sự ra đời của gel vệ sinh nam giới, đây thực sự là bước ngoặt trong việc chăm sóc sức khỏe tình dục của giới mày râu Việt. Với nam giới, việc giữ vệ sinh vùng kín cần quan tâm nhất là vùng da bìu và bao quy đầu. Tại vùng da bìu, cánh mày râu nên giữ gìn sạch sẽ khi tắm rửa, chú ý đến những ngày thời tiết nóng nực và khó chịu. Ở khu vực bao quy đầu, hàng ngày nên chú ý vệ sinh cả bên trong lẫn bên ngoài, vì đây là nơi ứ đọng các chất xuất tiết từ các tuyến dưới lớp da quy đầu, vốn rất dễ gây mùi hôi và nhiễm khuẩn. Sử dụng sản phẩm gel vệ sinh nam giới là đáp ứng nhu cầu cấp bách của nam giới Việt Nam khi muốn trở thành người đàn ông hấp dẫn, đáng yêu và tin cậy, nhất là trong chuyện ấy. Sử dụng Winman ngay hôm nay.